Áo đỏ là bạn thân của Nhi, áo xanh là em ruột của Nhi. Mọi người nói đúng, tụi nó giống nhau tới cái mức mà ba Nhi phải hỏi mẹ Nhi là sao tụi nó giống nhau vậy. Hai chữ trong sạch mẹ Nhi nói cũng chán rồi. Cái này là video từ rất là lâu rồi, bây giờ mới rảnh để ngồi mo ra edit. Mọi người tặng Nhi rất là nhiều quà luôn á, 50% trong số đó là bia với rượu. Xíu nữa tụi mình sẽ làm video khui quà. Chị hai Nhi kêu là giữ con dùm chị 30 phút. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ học làm mẹ. Nó đang uống sữa tự nhiên nó chuyển qua rặn ẻ mấy chị ơi. Nó rặn xong cục thứ nhất nó chuyển qua trạng thái vỗ tay cổ vũ bản thân nó. Vậy là vui dữ chưa, giờ ẻ xong ai rồi đích rồi. Fan của anh Hiếu thứ hai hay gì mà ngồi coi phim hoạt hình cũng cả hải gì ba. Tao biết mà, nó té cái đuổi. Đứng dậy đi con, chuyến này mà khóc là quê lắm. Phải cười, cười quê. Giật 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 một hồi nó bay cánh tủ ra là báo giá liền 2 triệu. Hồi nãy còn chưa rửa đít mà bây giờ té một cái là nó chèm bẹp ở trỏng rồi. Cái tay gãi thấy thương. Thôi nể tình hồi nhỏ mẹ mày hay đánh gì, vô đây gì rửa đít cho. Quà của Minh Anh nó tặng Nhi tân gia nhà mới. Nhìn đôi dép sầu riêng là biết đoạn đường phía trước nó êm cỡ nào rồi. Bây giờ sẽ tới tiếp một unbox quà tân gia. Nhiều quà lắm nhưng mà đa số toàn là bia rượu, không quay lên được TikTok cấm. Cái này là bộ ấm sữa Bát Tràng uống trà dễ thương hen. Tiếp theo sẽ là đoán xem nó là cái gì. Một cái bình cắm hoa. Ê cái bình này đẹp nghe, cái thùng này bự nè, còn kèm thêm một cái lá thư nữa, tình cảm giữa trời. Để cái hình là bộ chén dâu hồng nhưng mà bên trong là đồ ăn của Tây Nguyên Food Việt Nam. Mấy cái này bình thường ăn nhiều tới mức mà ngủ cũng mơ thấy nó luôn á. Tiếp theo là một món quà của một cô bạn học với Nhi từ hồi cấp 1. Nó là một ngôi nhà gỗ học nhạc. Cái này mà 12 giờ đêm tự nhiên cái hộp nhạc nó kêu lên một cái là chị em tôi bật dậy dọn vali thu xếp hành lý đi liền luôn á. Cái này là một bộ ấm uống trà đạo. Sáng sáng Nhi sẽ ngồi uống trà và nói về đạo lý muôn kiếp nhân sinh của cuộc đời này. Nhiều thiệt luôn á. Ví dụ mà làm clip đập hết chỗ quà này là chắc cũng phải 2 phút. Nó là một cái đồng hồ treo tường có hình hai cái cặp sừng. Xinh quá à. Bây giờ mới tìm được cái bộ tô chén dâu thiệt. Cái nước gốm nó dài mà đẹp dã man. Nhiều quá hơn. Cái bộ này chắc cũng phải gần 2 triệu. Tiếp theo là một cái máy pha cà phê. Cuối cùng thì cũng có một chiếc máy pha cà phê để uống sang chảnh với đời. Cái này Nhi nhìn là Nhi biết cái gì luôn á. Cái tấm tupper. Không có tin là bữa nay tân gia ông bà lại tặng quà thêm một lần nữa. Tại vì trước đó bạn Nhi đã tặng 2 tấm nệm trước rồi. Tặng nệm xong rồi tặng tupper để 2 vợ chồng tôi cài dính cài dính trên giường hay gì. Nhìn đã quá ha. Từ giờ ứ hự trên giường luôn. Chắc phải chia làm 2-3 phần mới có thể khui hết quà luôn, còn nhiều lắm. Nhi cảm ơn anh chị với lại các bạn rất là nhiều. Nhi sẽ trân quý từng món quà. Chiều rồi Nhi bắt đầu đi làm vườn tiếp. Để Nhi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Cái giò tưới nước tự động của ông nội kiến trúc sư. Ông nói với Nhi là đi xuống nhà đi, anh thiết kế cho em một cái hệ thống tưới rau tự động rồi. Mồ tổ cha ơi, Nhi háo hức lắm. Tưởng sao, chạy xuống nơi, ông mua cho cái giò hoa sen tự động là tự mình động vô xong mình múc nước, rồi mình xách nước, rồi mình đi tưới nước là tự động dữ chưa ông nội. Ông này không phải là kiến trúc sư đâu, ông là pháp sư. Ngày nào cũng xách cỡ 20 thùng đi tưới, tưới xong là bại hán luôn. Bên phải là Minh Anh, bên trái là Minh Anh pha kè. 6 giờ chiều rồi vẫn ngồi chờ ô ăn quan, mùi cắn thiếp bạch của nội hai đứa bay. Hai đứa nó ngộ lắm nghe, có nhiều cái câu nói mà tụi nó phát ngôn cùng một lúc luôn. Ba mẹ Nhi chọc là lớn lên sẽ gả Minh Anh cho Thành. Minh Anh nó nói là nó sẽ nương tựa cửa Phật nếu mà bắt nó gả cho Thành. Còn Thành nó nói là nó sẽ chơi BD tới mạng kiếp luôn, quyết không thu phục. Lý do mà tụi nó từ chối nhau đó là đối phương xấu, mệt mỏi quá, đứa nào cũng chê nhau xấu hết trong khi hai đứa giống nhau. Tối nay tụi mình ăn nuôi rau củ của Tây Nguyên Phúc Việt Nam. Cái nuôi này ngon dã man luôn. Nuôi rau củ này mấy em bé thích ăn lắm, nhiều màu sắc mà còn được làm từ rau củ nữa. Thì sự luôn, đồ ăn của Tây Nguyên Phúc Việt Nam thì các bạn cứ yên tâm nghe. Bé trên 1 tuổi là bắt đầu ăn được rồi á. Chị hai Nhi hay cho bé ăn bánh hạt với là hạt với là mấy cái nuôi rau củ á, trộn vía bé thích ăn cực kỳ. Thằng Thành nó cũng thích nữa mà nói chi mấy bé. Chú hôm nay con lại đi ăn chưa? Thành là một người mà phụ nữ rất yêu.